Một đêm Hà Châu, cây đồ lát rất hay luôn. Đá bắt đầu chín dần này cả nhà. Đá xài lắm, xài triệu quá luôn. Toàn là trái với trái thôi. Trái này ăn được nha, ngon lắm. Mời cả nhà mình tráng miệng buổi sáng này. Trái nó ngọt ngọt, ngọt ngọt ấy, thanh thanh cả nha, ngọt thanh không ngọt gắt lắm. Ây, rất dễ thương lắm. Cây này cho em nó mặc một cái quần đẹp đẹp nữa là ok luôn. Phụ Linh Sam với các giật lại chuẩn bị ra hoa rồi đó. Cái phôi mà em gửi đi xa, em sẽ dùng một lớp bố dày như thế này nè, em râm nước cho nó ướt lên, lót dưới này một ít sơ dừa, sau đó em sẽ dùng băng keo này em quấn kít lại. Mình làm như thế thì nó sẽ giữ ấm được cho cây. Cái thời gian gửi 2-3 ngày, có thể là 4 ngày, nó giống như là một khoảng thời gian để mình ủ cây vậy cả nha. Đến nơi thì cô chú anh chị, mấy anh mình chỉ việc tháo dỡ ra và ủ lại qua một đêm nữa là trồng là thì rất ok. Xéo xéo qua không? Nghe được mùa rồi hả không? Mới sáng là làm gói mì tôm với quả trứng gà xo mà. Vào đến rừng thì nó tiêu hết rồi cả nhà. Ngày mới em chào cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình, cô chú anh chị sức khỏe. Đừng cái này hả ông dài? À, sáng nay thì em với ông dài tiếp tục lại quay vào rừng cả nhà. Hôm trước hai anh em mình vào khu rừng này để đào cây phôi á, về thì bán được một gốc nhưng mà còn nằm ở trong rừng á. Chắc là chiều nay em với anh dài khênh ra. Còn bây giờ đã vào rừng rồi thì mình chia nhau đi rảo thôi. Rừng núi rộng bao la mà, rảo để tìm cây phôi, cây cảnh đẹp. Nếu mà có gặp lan nào đẹp á thì em cũng lấy về nhà luôn. Về nhà mình treo vào những gốc cây cho đẹp cả nhà. Vào rừng thì mình không có nói trước được đâu, có rất nhiều điều nó thú vị, nó bất ngờ nằm ở trong rừng. Vì sao thở dốc quá. Gặp cái thứ gì hay, cái món gì độc lạ thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cả nhà nha. Giờ bây giờ thì em xin phép tắt máy để đi rảo rừng này cả nhà.
Thì mới hái được hai nhánh lan rừng cả nhà. Thì lan này nó cũng không có quý hiếm lắm đâu, tại mình thích mình trồng những thứ gì ngoài rừng mình mang về nhà, mọi thứ mọi loại cho nó hấp dẫn. Cho vào. Em sắp lên đỉnh rồi ạ. Tầm 30 phút nữa là em lên đỉnh luôn rồi cả nhà. Em lên gần đến trên sườn đồi rồi. Cái quả gì lạ dữ ta. Đây là cả nhà. Quả nhìn lạ không cả nhà. Em không có biết cái tên gọi của quả này là gì cả. Cô chú anh chị nào hay đi rừng á, anh em nào hay đi rừng mình rành về cái loại quả này, comment ở bình luận cho em biết nha. Tại rừng nó bao la bát ngát mà, nhiều cái loại cây ăn quả ăn trái nó lạ lắm, em không thể biết hết được đâu. Nó là một dạng thân dây cả nha. Một dạng thân dây. Lá nó như thế này đây. Lá nó cũng nhỏ thôi. Thân dây này cả nhà. Ra những quả rất là sai luôn. Cái quả này gọi là một cái quả hạt. Em vừa mới phẫu thuật nó ra này. Đó. Em chỉ ra thì bên trong thì nó có một cái hạt như thế này. Ngửi mùi thì rất là dễ chịu. Cái loại hạt này rất là cứng, nhưng mà mình ngửi cái mùi của nó rất là dễ chịu luôn. Em nghĩ cái loại quả hạt này có thể mình lùi, mình nướng lên mình ăn được đây này. Có nên thử không ta? Mà thôi cả nha, giờ có một mình em trong rừng mà lỡ em thử quả dại khéo đi toi. Khéo đỡ lại đây cho lan nó đi. Chết rồi. Lúc sáng em với anh dài có bỏ một cái gói thuốc nhưng mà dài nó đi một hướng, giờ em đi một hướng đến cửu rồi nha cả nhà. Anh chị nào đã từng bị nghiện hút thuốc lá rồi cũng hiểu ạ. Là thèm thuốc mà cái mâu mình cứ liếm liếm hoài luôn á. Em đến này thì chắc là xa lắm rồi đó. Từ cái lúc mà bỏ xe anh em chia nhau tại cánh rừng á. Em đi nãy giờ là khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Cái hướng di chuyển lên với cái phạm vi bán kính trải rộng ra là em đi rất là nhiều rồi cả nhà. Lên đến trên này thì em gặp được một cái phôi hải châu la lớn. Cũng gọi là khá là được rồi cả nhà. Em không dám đi nữa đâu, tại vì đi xa thì mình gặp cây phôi thì mình đào rồi mình vác xuống dưới nữa là rất là mất thời gian và nó mệt nhọc cho mình luôn. Để em quay cây này cho cả nhà mình xem nha. Cây này gọi là cây hải châu lá lớn này cả nhà. Hải châu lá nhỏ thì bây giờ nó gần như là cây phôi đẹp ngoài rừng nó tuyệt chủng rồi, chỉ toàn những cây thành phẩm tại nhà những nhà vườn rồi các đại gia họ chơi thôi. 2 năm gần đây thì
trào lưu chơi hải châu la lớn bắt đầu thịnh trở lại. Tại vì cây la lớn thì trong rừng nó còn nhiều, với lại là thân nó to, nhiều dáng rất là đẹp. Về họ họ chơi cây bonsai á, họ dùng cây thân của cây la lớn để ghép cành cây la nhỏ vào. Tỷ lệ dính là 100% nha, giống như cây bằng lăng vậy cả nha. Thành vậy cây phôi la lớn này nhiều khách hàng của em họ ưa chuộng lắm. Đây, em tìm được một phôi này. Phôi này thì nó có một bộ đớ bạnh rất là đẹp. Bộ đớ bạnh nha. Bạnh dài xuống này này. Đấy. Giống như một cái con thú cả nha. Hàng Mỹ hay sao? Sáu hoàng lọ không? Cái cuốc em mà không bị sổ rồi nha. Tra lại một cái cán mới này. Rất cực luôn. Cuối cùng thì sau một hồi em đã xử lý xong em nó này cả nha. Cây gút ngọn 3 cốt, tay cành là con lại 3 cốt nha. Tam đa rất hay. Cây này dáng thú cả nha. Dáng thú. Bù đớ nó nôm không? Bù đớ nôm trải đều nha. Cây này chiều dài từ đây đến kia khoảng gần 1 mét. Chiều dài của bù đớ nó cả nha. Đớ nôm rất quái ha. Nó đi lên nè. Nó tạo những cái đường vành sóng lên tới đoạn này, xong lên tay cành gút lại rất nhỏ nha. Nghe cái đuôi này, bành cây bành gân cốt rất đẹp. Cái này đẹp cốt luôn, không bọng bữa, không có bị lỗi gì cả nha. Nó là rất đẹp cho cho một cái tác phẩm mà hải châu la lớn này. Ôi phé rồi, đó. Gút hết tay cành em cắt gọn luôn, cắt gọn mình cắt thấp như thế này, lấy cái này làm một chốt chủ, mình cắt ngắn thấp á, tại vì cái cây mình nó cái cốt nó dài với lại nó lung lực á, mình cắt thấp cho nhìn cho cây mình nó mạnh hơn, đỡ cao thì cây nó ốm nó tông lắm. Đỡ này đi. Ôi trời ơi, vào rừng mà có nước ngọt uống ngon rồi. Đợt đây chụp kiểu ảnh nha cả nha. Mình nhìn cái gốc này, cây cây hải châu la lớn á, nó có một độ bạnh đế nó trải lên là lên, con cành rất đẹp cả nha ha. Cái gốc này nhìn cái bối cảnh cây cực kỳ đẹp luôn. Này mà về mình đưa lên một cái chậu đẹp nữa nha. Cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi mà. Phải nói là tuyệt vời cho một tác phẩm này nè.
làm kiểu ấn nha cả nhà. Em chụp này em làm một kiểu ấn về, em làm cái ấn avatar luôn. Có một bữa cơm trong rừng, có một gốc cây phôi đẹp và có một thằng xấu quét đó. Nói chung là em xong cây này là em sẽ xác định một cái phương hướng để em dọn đường em đi xuống luôn à cả nhà. Một cây này thôi, một ngày một cây thôi, chỉ một là đủ thôi. Giờ muốn nữa thì cũng không được, tại vì cái cây này em ước lượng khoảng tầm 30-40 kg. Từ nay mà em mang cái cây này xuống đến cái đoạn mà ba anh em bắt đầu chia tay vào vào rừng ạ, em đón khoảng tầm hơn 1 tiếng đồng hồ. Thôi em ăn cơm đây, luồng nước đỡ đây đi. Hôm nay dựa cho ăn cơm với gì đây? Ui, bữa cơm hôm nay có sườn cả nha, có sườn heo, một lon nước ngọt đây. Em mời cả nhà mình miếng nước ngọt nha, thèm thuốc quá thèm luôn. Năm mươi trong rừng núi ông bà các bác ăn cơm trưa với thịt heo, phù hộ cho hai chân năm mạnh nó giỏi, làm gặp thiệt nhiều cây đẹp, như bán tiền sữa con. Em mời cả nhà mình ăn trưa với em nha, ăn cơm gắn bên à giấy rồi. Trên này không có đường đi cả nhà ơi, em càng dọn thì em giáp quật lại cái lúc chỗ mà em lấy cái phôi á, và em sẽ quay lại con đường cũ. Bài vào rừng thì rừng nó liêng liêng mà, rừng lớn á, mình rất là dựa mắt. Qua đoạn này em gặp lan nhiều ghê luôn cả nhà. Lan lan này hoa nó cũng đẹp này, nên thu hoạch lan luôn ạ. Mọc nguyên một đám vậy á. Rồi đây, đây này, em chơi luôn cả nhà. Chơi luôn, múc em nó luôn. Đây nữa sao ạ, về nhà chăm, rồi anh đem về nhà anh chăm sóc mấy đứa cho tốt đấy. Mệt
hay lang còn mệt. Ừ, nhiều. Sao khu này nó mọc luôn một dạng không? Đây nữa. Được một mớ này. Ôi. Phía trước kia nữa cả nhà. Thôi lấy nhiêu đây à. Phía trước kia còn một ít nữa. Chụp một kiểu ảnh. Buồn là chị em ơi, lá xa giờ đã thê cần. Một bình hoa lan. Cho vào ba lô này cả nhá. Cho vào đây rồi à. Về nhà tính sau. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay em đơn rồi. Ơi giờ em xuống già nó mới gọi em, nó ra ngoài rẫy mì rồi. Giờ em vác cái cây này xuống gặp già đây cả nha. Cái nấm này em thấy trong rừng nhiều này. Cái viền nó màu vàng vàng. Cái mặt trên thì màu màu đỏ đỏ bầm ạ cả nha. Ở dưới này thì nó có một cái màu màu kem sữa nha, vàng kem sữa. Em nhìn na ná rất là giống những cái tai nấm linh chi ở trên mạng luôn á, nhưng mà mình chưa có sử dụng á. Với lại còn chưa am hiểu nên em cũng không rõ nữa. Cô chú anh chị nào xem đến cái đoạn này mà cho em một lời tư vấn hoặc là comment để em hiểu về cái loài nấm này nha. Em lúc nãy bị lạc đường trong rừng rậm á, với lại buổi trưa xong mình kiểu như là nó tá quả sao nó bị lạc đường cái khoảng một tiếng đồng hồ ạ. Giờ thì ra bờ sáng rồi, gặp dài này, dài ơi dài ạ. Giờ báo tao rồi đây, dài nó lấy được một cái phôi nhưng mà nặng lắm, cũng tầm 60-70 kg, nó khinh không có nổi. Giờ anh em sớm phụ giác cho nó này. Là mà nãy giờ đi tìm muốn chết ha. Đi ra đường chết nữa. Mèo quanh dẫn thấy không? Trưa nắng mệt đây. Lạc đường. Mày em đi lạc lúc đó em cũng có suy nghĩ gì để quay video hay là chia sẻ cả nhà mình nữa. Lúc đó chỉ tìm một đường đi à. May là em rớt xuống cái gợp bên kia, em gặp một cái khe suối á, là em theo dòng nước suối á. Em đi xuống thì ra tiếng ngoài kia. Đó, giờ quẹt lại quay lại đây. Giờ con đeo thái cảnh này. Ôi, đi bia ôm các bữa nói này rồi kia chứ. Ôi chết cả nhà ơi. Cái này quá nặng. Đây là gà tà nè. Ôi ôi. Thôi thôi thôi.